Xin chào anh em quay trở lại với cả chương trình Q&A vào tối thứ bảy 7:30 7:30 anh chả nhớ 7:30 7 giờ nữa. Nói chung 7:30 tối thứ bảy hàng tuần và bây giờ sẽ là Q&A số 25 số và đây số thứ hai của năm quý mão năm con mèo đấy. năm con mèo nhớ là năm con mèo đấy. Chả nhớ đây cho đến trở lại với 7 câu hỏi và hôm nay câu hỏi đầu tiên đó chính là về cái vấn đề CPU mới bên. CPU mới tăng tăng luôn. Mới tăng luôn. i5 13600K. Con này rất là mạnh và bạn đang muốn dùng main Z, nhu cầu stream game thì nói thật thì stream game em chả thấy có nhu cầu gì cao lắm luôn. Nó chỉ bình thường thôi, vậy anh nghĩ thực ra main Z nó cũng tức là bạn đang yêu cầu main Z chứ nếu mà không thì mình sẽ tư vấn bạn main B cao cấp để cho có nhiều tính năng. Các bạn có hai option, bây giờ các bạn bảo OC thực ra là có 13600K nói riêng và tất cả các CPU 13000, 12000 nói chung ấy. Tất cả những con K đi. Các bạn OC thì chả làm gì cả. Đúng rồi, hiệu năng cái sự chênh lệch nó không cao mà mức nhiệt bạn tăng lên cũng khá nhiều. Thế nên là không cần thiết, trừ khi nào bạn đang kiểu muốn giành top 1 Guinness thế giới thôi. Đấy. Hay hơn các bạn thì Underphone. Như đấy, Hoàng Underphone đã làm như mình đã hướng dẫn đấy. Cái clip các bạn Underphone nó hiệu quả rất là nhiều so với việc mà các bạn ép xung lên. Nên là con men bia thường Underphone được không nhỉ? Em chưa test bao giờ đấy, em không biết. Cái này là chúng mình không, mình chưa có kiến thức nên là mình chưa biết đâu. Khi nào mình thử, đấy nhá. Bây giờ thì nếu mà còn men Z thì tối thiểu thì em có lựa chọn nào? Em nói thật là con nó chính là con Z690A. Còn đấy là có thể cân được 12900K. Nên là chắc chắn là 13600K sẽ cân được rồi. Nhưng mà theo tầm đấy anh em có thể nên lựa chọn những con main B cao cấp hơn. Đúng rồi, main B cao cấp ví dụ như là B660 của Pura. À không phải, không phải Pura. Strix A của đấy. Asus này. Là Gaming Arus kiểu đấy này. Đấy, những con tầm đấy thì nó sẽ cất thứ cộng ăn chơi và công nghệ. Nó là của những con main Z cao cấp nhưng mà thay chipset là chuyện main thôi. Nên là nó sẽ bị giảm sụt một tí về cổng kết nối và những cái kết nối thôi. Ví dụ như là thay vì là full PCIe 5 hay là gì đấy thì nó sẽ ít hơn này nạn, hiểu thôi. Nhưng vẫn sẽ có những cái RGB đẹp này, các VRM xịn này, Đúng rồi. Và anh em quan trọng là bây giờ anh em mua đầu K chẳng hạn, anh em mua vì xung bay nó cao hơn và turbo nó cao hơn chứ không phải mua về khả năng ép xung như ngày trước nữa. Ngày trước mua K để ép xung, còn bây giờ mua K để có xung cao hơn. Đấy. Anh em dùng con K và dùng con bên B cũng được rồi, tại vì bên B cao cấp thì bao giờ cũng ngon hơn một con bên Z giá rẻ. Đúng rồi. Đấy, những cái đấy nó sẽ không hề cháy vào đâu, nó những cái công nghệ ấy, và ngoại hình nữa nó không cháy vào đâu các bạn. Đấy. Câu hỏi thứ hai, cái vấn đề tối ưu BIOS mua là cũng 13600K luôn. Nhưng mà tối ưu BIOS thì mình đang hiểu theo chắc là vài nghĩa khác nhau của từ tối ưu BIOS đấy. Nếu mà bạn ý nói, nhưng mà nếu mà trong cái ngữ cảnh này bạn đang bảo là muốn bớt nóng. Thế thì chắc là bảo Underphone đúng không? Underphone là bây giờ rất là Underphone tại vì tối ưu BIOS thì có nhiều thứ bảo nhưng mà cốt lại BIOS thì chiêu mình chịu nhá. Chúng mình chỉ có làm được tối ưu BIOS tức là các bạn Underphone nhưng mà kiểu ví dụ như là chúng mình cái này nhá, đây là một cái bước mà chúng mình sẽ luôn làm, đó chính là chúng mình build máy cho các bạn sau này và BIOS này chúng mình sẽ bật XMP này xong rồi mở khóa kiểu này, các thứ nó sẽ lên mapping cho các bạn đấy. Đấy chứ không có theo kiểu gọi là Underphone được vùng hay là ép xung như kiểu đâu, bởi vì nó thực sự thì mấy cái đấy nó tùy vào CPU lắm và tùy vào main nữa, nên là chúng mình cũng không thực hiện những cái dịch vụ này. Và thứ hai là khi các bạn kể cả ép xung hay là Underphone các bạn sẽ đều nằm ngoài quy định bảo hành của Intel. Đúng rồi. Em nhớ là hình như là 2 hay 3 năm trước là Intel bỏ mất cái bảo hành cho những cái CPU K ép xung đúng không? Đấy, đấy nhá anh em nhá. Nên là bây giờ các bạn bảo hành ép xung hay là Underphone thì không được bảo hành, nhưng mà đấy là nếu mà các bạn tự làm nhà thì thực ra là nếu thật là họ cũng chả biết đâu. Nhưng mà họ chỉ ngăn cấm những đơn vị như bên mình chẳng hạn. Bây giờ làm cho khách thì ví dụ mình làm cho khách thì chắc chắn là chúng mình sẽ có, các bạn biết là hardcore về ép xung Underphone là học CPU thì chúng mình sẽ không được bảo hành. Các bạn mang về nhà các bạn làm thì chả biết gì, và bây giờ các bạn ép xung học được CPU là hơi giỏi đấy. Cái đấy cũng là giỏi thật đấy. Giỏi lắm luôn đấy. Ép xung học được CPU bây giờ là giỏi, nhưng ngày trước thì khó, ngày trước thì nó có rất nhiều thứ để các bạn tinh chỉnh nó dễ hỏng được, nhưng bây giờ nó bị giới hạn rồi. Công nghệ nó cao quá, cái hệ thống bảo vệ nó quá tốt. Rồi, hệ thống bảo vệ tốt quá là khó lắm. Nên là anh em mua về tự làm theo hướng dẫn trong clip của Hoàng và anh em gọi là Underphone lại, phải mỗi con CPU có một cái khác nhau, anh em không thể nào mà áp dụng chung được. Hoàng có những con CPU khác và các bạn có CPU khác. Đúng rồi, mình có những main khác, các bạn có những con main khác. Tổng thể vẫn mát hơn và ngon hơn, nhưng mà mát hơn là bao nhiêu và ngon hơn là bao nhiêu thì có thể tùy. Các bạn tùy một nhân phẩm. Rồi, tiếp tục. Nó sẽ có là màn này chia đôi. Sao là bạn lại trốn đường tăng đi hỏi. Đi mua gaming rồi. Bạn hỏi là con HKC 32 inch là có chia đôi được không? Thì con này không chia đôi được nhá. Con đấy, tại vì có hai kiểu chia đôi. Thứ nhất là chắc chắn là bạn sẽ chia đầu chia Windows. Tức là bạn kéo lên trên này, thế là chia thành hai cửa sổ. Cái đấy là chia đôi của Windows. Đấy là của Windows. Còn nếu mà ví dụ như là như kiểu KVM của mấy con màn Samsung hay là PIP ấy, thì không có đâu các bạn nhá.
còn mà đấy chưa nhiều công nghệ nhưng chưa đến như thế đâu. Nói chung là mặc định của Windows các bạn dùng được, nó có tính năng của Windows rồi. Còn tính năng của màn hình thì con màn hình này không có tính năng chia đôi PIP. Đấy phải những con màn khá là đắt tiền mới có. Rồi, tiếp tục nó sẽ có là FPS thấp. FPS thấp hơn tần số quét. Đây có phải khá là nhiều các bạn đang gặp trường hợp này, tại vì các bạn mua màn hình 2K, 2K, 4K. Chắc chắn là các bạn những con card như là 1660 hay 1660 rất phổ biến, không thể nào cân được nó phân tải đấy với tần số quét như thế được. Đúng rồi. Thì em có ý kiến nào về vấn đề này? Cái việc mà thấp hơn như thế sẽ tạo một cái việc là sẽ đúng. Đấy là chắc chắn rồi, cái đấy sẽ chắc chắn rồi. Nhưng mình thử với cả con Cyberpunk một bật ngay trí sinh các thứ mắc ping lên là đúng nó xé luôn. Đúng rồi, mà màn hình mặc dù 60 nhá, giảm xuống 30 FPS tức là một nửa mà nó vẫn bị xé. Bởi vì đơn giản là FPS với cả tần số quét nó không sync với nhau. Thế nên là lý do tại sao chúng ta sẽ có V-sync, G-sync và A-sync. G-sync với cả FreeSync thì nó là như nhau thôi. Overdrive nữa. Overdrive. Overdrive là nó nội suy hình ảnh. Còn V-sync thì mình khuyên không, anh em không nên dùng. Còn nếu mà anh em có G-sync hoặc là FreeSync thì anh em bật lên. Bây giờ đa số tầm màn hình gaming 90% đều là G-sync hoặc là đều có sync, đều có sync nhá. Nếu mà anh em mà cơ bản anh em mua mấy con thì G-sync compatible là được. Thì nó cũng gọi là thì bức gọi là bức phổ thông. Em nào mà kinh phí dư giả hơn thì có thể mua những con như G-sync thật. có tem. Còn xịn nữa thì có G-Sync có tem như mà bảo ấy. G-Sync Ultimate. Xịn nhất thì có G-Sync có chip, còn xịn vừa G-Sync có tem. Còn cơ bản thì G-Sync compatible là không tem. Không tem, chỉ có marketing ở trên mạng thôi. Đấy. Và các bạn ví dụ mà người màn 145, màn 165 mà các bạn để, nhưng mà các bạn đừng bao giờ để mức lock FPS mà nó dưới mức tần số quét cả. Các bạn nếu mà các bạn lock 144 thì các bạn chỉnh cơ màn về 144 cho mình. Hoặc là các bạn chỉnh mức lock lên cao hơn, nói chung hai cái đấy bằng nhau. Và tốt nhất là hãy dùng cái công nghệ của loài người đi, G-Sync và FreeSync đỡ bị xé hình. Ok, tiếp tục ạ. Cho em hỏi là em dùng hai màn hình, màn laptop 4K nhưng mà lại chỉ có 15 inch, Full HD thì lại 24 inch. Khó nhỉ? Nếu mà bản thân đây nó dựa vào kiểu cái sở thích bản thân ấy. Em sẽ thích 24 inch. Mặc dù Anh ghét màn bé lắm. Dưng rõ ràng một con màn 24 inch rất to, rất khủng cái này. Sao mình lại phải nhìn một con 15 inch bé? Kể cả 4K thì nó thật là 4K nó vẫn chỉ là một cái vấn đề của marketing thôi. 4K là các bạn sẽ có tác dụng tốt nhất khi mà các bạn dùng trên những màn hình to. Đúng rồi, cái chính là 4K để dành cho màn hình to, để nó không bị dỗ hình. Đấy, và ngoài ra laptop, các bạn ví dụ là bây giờ 4K là với điện thoại chẳng hạn, thì các bạn tầm nhìn các bạn rất là gần, thì 4K với các bạn thì nó vẫn ok, tại vì các bạn nhìn gần mà các bạn vẫn phát hiện được hình ảnh. Nhưng mà laptop các bạn nhìn gần laptop này không? Đúng rồi. Không đúng không? Không, phải công nhận là đúng là 4K, 2K nhìn nét hơn thật. Nhưng nó không tác dụng cao như thế nếu mà so sánh với một con màn hình. Đấy. Thế nên là, nhưng mà ai cũng nhận được cái sự to của màn hình. Đấy. Quan trọng là ai cũng nhìn thấy sự khác biệt giữa size 24 hay 72. Laptop thì 2K ok là đẹp rồi, 4K thì mình nghĩ 15.6x mà để tầm này 4K thì nó... Đấy. Mình nghĩ rằng là mình với anh Đạt sẽ đều có là dùng con 24 inch làm màn hình chính. Đúng. Còn con 15 inch kia làm màn hình phụ để với góc thôi. Màn hình khe. Các bạn dùng con 24 inch nhá. Hỏi tiếp theo là về cái con số 6 đúng không? Về cái cockpit. Cái con mà anh làm cho nó con cái gì ấy. Con đấy thì dùng mình thấy nhiều khá nhiều anh em dùng rồi. Thì nói chung là các bạn dùng thì dùng được, tại vì rất nhiều anh em trên mạng vẫn đang dùng T300 với con đấy, tại vì gần như là combo quốc dân rồi. Nhưng mà vấn đề thì mình dùng kể cả với con G29 là một con có lực vặn nó bé hơn T300 nhưng mà vẫn bị rung. Nhưng mà bộ đấy rẻ mà anh nhỉ? Bộ đấy có 1.5 triệu. Rẻ. Em đang bảo là so sánh với bộ Obuto như nào, bộ Obuto là 20 triệu. Ngon tổn thương. Cái Obuto là cả cái khung ấy, nhưng mà ship cho khách ở Bình Dương hay đâu ấy. Mà sắp tới cho mình chỉ có những bộ khung cao cấp hơn, giá ngang Obuto thôi, nhưng mà nó sẽ xịn hơn và nó chắc chắn hơn. Còn những cái bộ như là Art Cockpit thì em nói chung là chơi vui vẻ là chính thôi, tại vì nó bị rung. Hôm trước livestream mình thấy đàn gì lag lắm. Nói chung là các bạn trong xem clip của mình thì các bạn thấy nó bị rung. Đấy là các bạn không thể tránh khỏi được rồi. Trừ khi các bạn có những cái bộ có rất là nặng, các bạn để vài viên gạch ở dưới chẳng hạn. Các bạn chặn còn tấm bê tông hoặc là viên gạch ở dưới thì nó sẽ không bị rung nữa. Còn các bạn dùng bình thường thì các bạn chỉ có cái lực chân các bạn lại ép xuống này thôi. Đỡ rồi. Nên là nó sẽ bị và T300 là một con có cái lực vặn xoắn khá là mạnh, nên là dùng được thôi. Nhưng mà về sau các bạn muốn sướng thì các bạn nên là nâng cấp thì các bạn giảm được 20 triệu. Nó sẽ gọi là nó đỡ bị khó chịu hơn. Lắc. Đấy. Rồi, tiếp theo này. Câu hỏi này buồn cười ấy, bạn đang hỏi về cái router anh ạ.
Bạn ơi, không phải là mua router là có mạng luôn đâu bạn ơi. Router gọi là người vận chuyển. Người vận chuyển, đúng rồi. Người vận chuyển từ WAN, tức là mạng thế giới này, về mạng LAN nhà bạn này. Từ đấy. Mạng 4 chữ, mạng 3 chữ hoặc là mạng 7 chữ. Mạng 7 chữ về mạng 4 dãy số, đấy. 192.168.0.1 của bạn ấy, đấy. Nói chung là nhà mạng là đây các bạn phải mua gói cước từ bên FPT, Viettel hay là VNPT để các bạn có những gói cước và họ sẽ gửi cho bạn một cái dây vứt vào nhà. Nhưng mà cái con TP-Link này ấy, mình lưu ý với bạn là con này không có cái đầu chuyển đầu của các nhà mạng đâu nhá, không có đầu cáp quang hay đầu gì của các nhà mạng đâu nhá, mà bắt buộc những cái cục mà nhà mạng cung cấp mới có cái đầu đấy. Cho nên là nếu mà bạn muốn dùng con này với dây của nhà mạng ấy thì bạn bắt buộc phải mua một cục chuyển 300.000 đến bao nhiêu ấy. Mình cũng tìm hiểu qua rồi. Chuyển từ dây quang sang dây ấy. Từ dây quang sang dây LAN thường ấy ạ. Hay là cũng được cắm vào router nhà mạng được. Thế thì đấy thì vấn đề là nếu mà các bạn mua của router nhà mạng thì mới có. Còn đúng. Router này thì không có. Con này là con TP-Link gì. Đấy. Thì bây giờ chính là 7 câu hỏi của QA ngày hôm nay. Bây giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại anh em vào thứ 7 tuần sau nhá. Đấy.